Đôi bạn cá bơi khỏe vào nhá. Chúc Rồi mừng xong rồi nước gọi chị tiếp cho chị năm ta vậy mới nhá. Canh Tí Rồi ạ. 2020 nhá. Đấy, năm mới nè. Không khí năm mới nè. Hai bạn cá bơi rất là miệt mài, chăm chỉ. Đôi bạn cá này chẳng sợ virus corona đâu, vì hai bạn này khỏe mà, rèn luyện thể thao suốt ngày thế này mà. Ai lười rèn luyện thể thao là rất là yếu.